món bò nướng lá lốt sẽ được thực hiện vào ngày mai hoặc là chiều nay. Và bây giờ Nga tiến hành cái công đoạn là hái lá lốt ở bên bà ngoại nhà Nga. Và lá lốt hiện giờ nhiêu đây đủ để mà Nga có thể nướng được một dĩa bò nướng lá lốt cho một người ăn ha. Và bây giờ Nga hái những cái lá lốt lớn, mình sẽ chừa lại những cái lá lốt nhỏ để chờ cho nó lớn. Đây là lá lốt hoàn toàn sạch 100% luôn, tại vì lá lốt này mình trồng ở nhà, do đó mình sẽ không sợ thuốc, sợ dơ gì hết. Và mình sẽ tiến hành thực hiện cái món bò nướng lá lốt. Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với Phương Nga. Và hôm bữa trước thì Nga có quay cái đoạn clip mà Nga đi hái cái lá lốt. Hôm qua Nga hái lá lốt này thì bây giờ bữa nay Nga thực hiện một món. Như bình thường thì mọi người thường thực hiện cái món đó là món bò nướng lá lốt. Và bữa nay Nga thực hiện một món này cũng nướng lá lốt, nhưng mà Nga thực hiện món heo nướng lá lốt đúc lò với tất cả các nguyên vật liệu từ rau củ quả. Và món này Nga có xem qua thì mình có thể mình thực hiện món này trong tầm khoảng 10 phút thôi là mình sẽ có tất cả mọi thứ. Trước tiên hết thì Nga rau củ quả thì tất nhiên em Nga phải có là cà rốt nè ha. Rồi Nga sẽ ăn cải dài. Và cái dây này và cà rốt thông thường thì được trồng ở vùng Đà Lạt. Và Nga đi siêu thị Nga mua cho nó an toàn để đảm bảo an toàn thực phẩm. Rồi lá lốt thì này mình cũng trồng tại nhà luôn, giống như là organic vậy. Và đây là không thể là thiếu cái thành phần này, tại vì bữa ăn thì mình phải có thành phần rau củ quả, protein, thịt này kia vô cho đầy đủ chất. Và một tép tỏi, một chút tiêu, tất nhiên là phải có đem muối với đường vô nữa. Và ở đây là nấm ha, vì Nga rất là thích ăn nấm nên Nga bỏ trong món lá lốt heo đúc lò này có những thành phần như thế. Và Nga cũng cho một miếng bắp vô nữa. Và đây là những hạt bắp, thì mình thì rất là thích ăn bắp nên lúc nào trong tủ lạnh của mình cũng có dự trữ bắp hết, bằng cách là mình sẽ dùng cái bắp về mình tách hạt rồi mình bỏ vô ngăn đá, hoặc mình bỏ nguyên một cái trái vô ngăn đá, cần thì ăn mình lấy ra. Và trong thành phần đó là không thể thiếu bơ, thì mình sẽ cho một miếng bơ. Đây là hũ bơ của mình còn sót lại nè, mình sẽ cho một miếng bơ vào. Và bây giờ đến cái khâu mà Nga sơ chế. Đầu tiên thì tất nhiên Nga phải cắt cà rốt, và Nga lấy một miếng cà rốt thôi, tại vì trong đây mình chỉ cần một miếng để mà mình cho có gia vị rau củ quả. Do đó Nga chỉ cần một đoạn chút xíu vậy thôi, cho tạo ra một cái màu sắc bắt mắt khi mà mình dùng. Đây, Nga cắt tròn để cho nó nhanh. Còn nếu mà mình có những cái đồ cắt mà chuyên nghiệp á, thì mình sẽ tạo ra hình này hình kia, nhưng mà mình chỉ muốn nhanh gọn lẹ để cho tạo một cái màu sắc trong cái hỗn hợp thức ăn của mình nó bắt mắt thì mình sẽ ăn thấy ngon hơn. Và nhớ các bạn cũng cần phải chuẩn bị có một cái miếng phôi sắt, phôi nhôm chứ, để mà mình sẽ bọc thức ăn lại. Và sau đó Nga sẽ nướng, và hôm nay Nga sẽ thực hiện nướng một cái kiểu mới. Và cái kiểu này thì hôm bữa trước mình tình cờ mình mới biết được. Thật sự ra cà rốt á mình ăn sống cũng được, do đó mình cũng không cần nhất thiết phải cầu kỳ quá. Rồi bây giờ Nga bỏ cà rốt vô trong cái dĩa đây tạm thời. Rồi các loại rau thì bây giờ Nga sẽ cắt cái rau này ra, Nga sẽ cắt nó nhỏ ra, thực hiện thật là nhanh. Rồi, mình thực hiện thật là nhanh ha. Tại vì mình chỉ cần đúng lượng rau, thật sự mỗi ngày mình ăn chỉ đủ lượng thôi là đủ sức khỏe cho mình rồi, bao gồm có rau củ quả và thịt thà. Rồi, sau khi Nga cắt xong mọi thứ, bây giờ Nga đến cái khâu mà mình sẽ ướp các gia vị. Đây, đây là thịt heo. Và Nga chỉ muốn giữ lại cái nguyên chất của nó ngọt, nên Nga không có bỏ nhiều thứ. Và Nga chỉ cho một chút xíu nước tương thôi, cho có màu vô, hơi hơi có cái vị mặn mặn thôi. Rồi Nga cho chút đường, chút xíu đường thôi chứ Nga không có cho nhiều.
Rồi xong. À, bây giờ mình sẽ trộn nó lên. Mình sẽ trộn mọi thứ lên, hỗn hợp lên để cho cái thịt nó thấm chung với gia vị. Nha, cũng có cho tiêu cho mọi người, phải trộn đầy đủ lên mọi thứ. Rồi, xong, thế là xong. Ha, mình đã trộn xong. Rồi bây giờ mình thực hiện mình cuốn lá lốt với lại thịt heo. Thường thường mình sẽ ăn thịt bò, nhưng mà bữa nay mình sẽ đổi khẩu vị. Món lá lốt với thịt heo thì công dụng của lá lốt như mọi người cũng đã biết rồi, nó sẽ giúp cho cái cơ thể mình nhiều thứ. Nó tóm lại cái đó là các anh chị có thể lên mạng mình search. Tại thật sự ra những cái món thức ăn này nó rất có ích cho cơ thể. Đây, và Nga sẽ để rau này qua một bên ha, để Nga thực hiện việc cuốn lá lốt. Rồi bây giờ rau củ quả Nga sẽ cho nó qua một bên, mình sẽ cho một bên. Rồi bây giờ mình sẽ để lá lốt vô, mình thực hiện việc công đoạn cuốn lá lốt. Đây, thịt heo mình bỏ vô đây rồi mình cuốn lại thôi. Thế là xong một cuốn. À, rồi mình xong một cuốn. Tại hôm bữa trước đây cái lá lốt đây. Qua cuốn thứ hai, mình sẽ thực hiện việc cuốn thịt như thế này. Mình lấy cái cuốn này nè, mình ghim vô, thế là nó đã dính cái giữ lực hình dạng của cái miếng thịt heo nướng lá lốt. Rồi lát hồi mình sẽ bỏ ra lò. Rồi cứ như thế mà các bạn sẽ thực hiện cho đến hết số lượng lá lốt với thịt heo nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó nhanh công đoạn này. Và đây là cái dĩa mà thịt heo cuốn lá lốt bọc nấm của Nga đã thực hiện xong ha. Và bây giờ Nga tiến hành các công đoạn là mình sẽ gói tất cả các nguyên vật liệu lại, bỏ vào cái miếng phôi á, để mà tạo thành một cái gói. Và Nga sẽ thực hiện như thế này. Nga lấy cái miếng phôi nhờ mua ở trong siêu thị á, mà Nga nãy Nga làm xong nó cong, thì bây giờ Nga mới đặt những cái miếng bò vào. Nga lấy tay Nga đặt những cái miếng này vào ha. Mình cứ cho nó vào đây hết. Các anh chị các bạn cứ việc xếp đều vào hết trong cái gói này. Xếp vô. Mình xếp này vô hết cái gói này. Và mình sẽ nha sẽ xếp nó dọc hết đi. Rồi. Xếp nó vào. Xếp vào hết. Rồi, thế là xong. Bây giờ Nga sẽ tiến hành để rau củ quả lên trên đây. Nga bỏ luôn cả còn một cái hai lá, rồi Nga bỏ rau củ vô. Nga bỏ rau củ vô trong đây. Rau củ vô trong này. Rồi, Nga bỏ miếng nấm lên. Nga bỏ miếng này là quên, bỏ này miếng bắp lên. Rồi bây giờ Nga quấn nó lại. Quấn nó lại biết rằng nó sẽ bị nhồi ra, nhưng mà mình sẽ gói nó lại, bóp nó lại cứng đi ha. Và mình sẽ lấy thêm một miếng mình bọc nó lại tiếp tục. Quên, Nga cho một miếng bơ vô trong cái vị trí này luôn để cho nó tạo cái mùi thơm, đồng thời nó sẽ cho cái miếng món này. Nga cho một muỗng cà phê bơ vô đây. Rồi xong. Bây giờ Nga sẽ bọc nó lại. Và Nga sẽ lấy thêm một miếng phôi để Nga bọc ở phía lớp ngoài để giữ cho cái nước nó không bị chảy ra và nó giữ được nhiệt độ. Và bây giờ thì mình sẽ lấy một cái miếng phôi khác lớn hơn, và mình sẽ đặt cái bó hồi nãy của mình, bó nấm lại, mình sẽ đặt vô trong đây và cuốn nó lại.
Tại vì sao Nga làm như thế thì các anh chị và các bạn sẽ thấy khi mà mình cuốn nó lại như thế này, mình sẽ tận dụng cái nhiệt độ của cái miếng phôi này. Khi mà lên bếp lửa nó sẽ giữ nhiệt độ và nó làm nóng được cái truyền được cái nhiệt và nó sẽ làm chín được cái phía trong thành phần của mình. Rồi, thế là Nga sẽ để cái chiều này đi nướng và bắt đầu mình thực hiện cái khâu nướng. Và bây giờ Nga tiến hành thực hiện việc nướng. Hôm nay Nga nướng bằng cách thực hiện để trực tiếp trên bếp ga luôn. Và các anh chị và các bạn sẽ theo dõi và thấy được cái việc tiến hành này như thế nào. Nga sẽ để lửa nhỏ nhỏ. Và cái hơi nóng từ lửa ở bếp ga sẽ truyền qua cái miếng phôi. Và sau đó nó sẽ làm chín cái thành phần phía trong của mình, gồm có rau củ quả. Và Nga thực hiện nướng như thế này trong vòng khoảng tầm 5 phút cho đến 10 phút. Trong lúc mà cái này nó chuẩn bị nó chín thì mình sẽ đi làm những cái việc khác để chuẩn bị cho bữa ăn. Hey, sau khi mà Nga nướng xong cái món này khoảng tầm khoảng 10 phút trên bếp ga, và bây giờ Nga sẽ mở cái món này ra và mình tiến hành mình sẽ dùng bữa trưa với món này nha. Để mình coi như thế nào. Đây mình mở, tại vì mình bọc đến hai lớp lận. Các anh chị và các bạn thấy đây, đây là món mà rau củ quả đúc lò rồi bò nướng lá lốp chung, thì những cái này nó đã quyện với nhau rất là ngon, rất là thơm của mùi lá lốp. Và bây giờ Nga sẽ lấy cái món này mình ăn với nước tương với lại tương ớt nha. Món rau củ quả đúc lò đã được thực hiện cùng với là heo nướng lá lốp, có nghĩa là đây là món là heo nướng lá lốp với rau củ quả đúc lò và Nga nướng bằng bếp ga. Và Nga cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái món này do Nga thực hiện. Và chúc tất cả các anh chị được ngon miệng. Và các anh chị có thể ủng hộ Nga bằng cách like hoặc là subscribe. Thank you.